chiều nay mình sẽ ngồi trong cái bụi cây này để khui thử một cái hộp đồ của bên shop mình nha mọi người. Thì đây là mình gói thôi, tự mình gói, nhưng mà nó sẽ đại diện cho một gói hàng khi mà mình gửi tới khách hàng của mình nha. Thì khi mà mọi người mua từ 4 cái áo trở lên thì mình mới gói hộp vậy nha. Còn mọi người mua một cái, hai cái hoặc ba cái áo thì mình sẽ gói chỉ có cái bịch thôi, không có cái hộp nha mọi người. Chỉ là không có cái hộp thôi, còn tem gạt này kia có đầy đủ nha mọi người. Đầu tiên khi mà nhìn vô thì đây là một cái gói hàng ha. Ở trên gói hàng sẽ có một cái tem. Đây là cái tem có để chữ Tâm Chó Cỏ Best Shop. Đây là của đại diện của shop mình nha, đây là cái tem của shop mình luôn á. Bây giờ mình sẽ khui ra nha. Mình đi ra đây có mấy lính mình nữa mà tụi nó chạy vòng vòng tụi nó bắt chuột không mọi người. Ra đây biểu ơi. Kì. Mất. Mất anh biểu. Đây có tụi nó vòng vòng mình đây nha mọi người. Rồi, ai không biết chứ con cỏ được rồi. Tên anh biểu ơi. Rồi có người im đây. Vậy bây giờ mình sẽ khui ra nha mọi người, thử coi có cái gì ở trong đây nha. Mấy cái đứa này đợi đi chơi đi, đợi tụi bay đi chơi đó. Mình sẽ khui ra. Cái này là mình dán cái bịch này là dán chết luôn mọi người, gỡ không ra đâu, gỡ là nó tét luôn. Chỉ có xé thôi, không gỡ được. Đây, đứa này là Tâm Chó Cỏ Best Shop, để mình quay cái camera cho mọi người xem ha. Mỗi cái hộp sẽ được in lên cái hàng chữ là Tâm Chó Cỏ Best Shop và một cái tem giống như hồi nãy ở ngoài nha. Đây, cái tem Tâm Chó Cỏ hộp nào cũng có nha, hộp nào cũng có cái tem này Tâm Chó Cỏ Best Shop, dán ngay chỗ kết nối, ngay chỗ cái nắp hộp mở ra mở vô, dán này để an toàn cho khách hàng của mình nha mọi người. Thôi mình sẽ lọt cái tem này ra nha mọi người, khi mà mọi người nhận thì chắc chắn là mọi người phải lọt cái tem này ra rồi. Đây cái tem để nó dán vô lưng con cỏ. Rồi tem này tận dụng là được nha, dán lưng con cỏ được. Khui ra nè, lát nữa mình sẽ khui ra lấy cái áo trong đây để mặc thử cho tụi nó luôn. Ở trong cái hộp sẽ có thêm một cái này gọi là như là cái cạc hay gì mọi người, cái cạc đúng không? Ở trên cái cạc này thì sẽ có chữ là Tâm Chó Cỏ nha, rồi hình của mình ở trên chiếc xuồng, ở đằng sau là có mấy bụi lá. Cái cạc này hiệu nha mọi người, nhìn nó cứng cáp lắm. Ở trên chiếc xuồng là có Tâm nè, Tâm đang ôm con mực, con ối với con muôn màu đen ở sao, xong rồi xám lu sù mau ha. Lúc này là lúc mà mình làm cái cạc này là mấy đứa nhỏ chưa đẻ nha mọi người, con cỏ cũng còn ở nhà chưa bắt xuống. Ở đằng sau là một cái lời cảm ơn đây đó, mọi người có thể đọc. Và cái số điện thoại này là số điện thoại của nhân viên mình nha mọi người, nhân viên vợ á để vợ mình chăm sóc khách hàng nha. Ở trong cái hộp này mình đang đựng tượng trưng là 4 cái áo. Đây là cũng là 3 cái màu áo mới nhất bên mình nha. Để mình sẽ lấy ra cho mọi người xem. Đó, 3 cái màu áo mới nhất bên mình, nhưng mà mình đựng tới 4 áo rồi. Đó, mỗi áo thì sẽ đựng ở trong một cái túi ni lông nha mọi người. Đó, 3 màu áo khác nhau. Bây giờ mình sẽ khui ra một cái áo này size 4XL để mặc thử cho mọi người xem luôn ha. Đây là cái áo càng quậy sen càng yêu nha. Ở trên cái áo nè, tên chữ càng quậy sen càng yêu, hình in 3D nha mọi người. Mình khui ra cái áo ra cho mọi người xem cho rõ hơn. Đó, càng quậy sen càng yêu. Đây là một cái áo mới hoàn toàn size 4XL. Mọi người có vải nè, vải là phải nói là cực kỳ luôn đó mọi người, đường viền may lớn nha, may bự nhìn nó đẹp. Ở trên đây còn in thêm một cái mác nữa, may thêm một cái mác nữa. Cái mác có chữ Tâm Chó Cỏ. Đó, vải này là vải su nha mọi người, mát dữ lắm, rất mát, nhìn vô là mọi người thấy nó xịn liền. Chỉ cần rớ vô thôi mọi người thấy cảm giác được nó xịn liền. Vải nó mát mà nó cũng giữ ấm lắm nha. Vải này là dùng để may đồ bơi á mọi người, nên nó đã lắm rồi. Đứa nào muốn mặc thử con chát mình mới ước mem rồi, không cho mặc. Con túi thắng của ước mem luôn rồi, không cho mặc luôn. Đây đứa nào lên đây mặc áo nè, nè nhớ lên nè. Trời ơi cái hộp chui tao nó lôi lên nó cắn rồi đó, dính sình luôn rồi, nó lấy cái chân nó đạp sình lên dính sình luôn rồi.
Được, nhảy vô éo người ta mới mặc vô chưa kịp ấy, từ từ thì khói mới mà cái áo vô cho con cỏ thì nó bu cạ dính nước miếng này nè, chưa kịp khoe với mọi người nữa. Đây con cỏ mà cái áo nó size 4XL nha mọi người. Cỏ là nó nhỏ nhưng mà lông nó xù, đúng size thì nó chỉ mặc 3X thôi, nhưng mà tại vì nó là loại chó lông xù nên sẽ lên size 4X nên mặt nó hơi rộng một chút nè mọi người, nó hơi rộng một chút nha. Đó, đâu cỏ vừa bo mọi người coi mặt vô ôm đẹp không, con cỏ nó đi rồi. Má nó kêu một con đắng, nó bu thì nó cắn nha mọi người, bu thì nó cắn. Bây giờ mình khui cái áo mới mình mặc cho tụi nó là một lát thôi là banh chành, như giờ mình vừa mặc vô là bắt đầu dính dơ nè, nó bu cho nó cắn nè. Đây, càng quay sen càng yêu, bị bu quá là bu rồi. Đúng rồi, cái size 4XL này là ngay số ký của con Moon luôn nè. Cái size 4X này là dành cho con chó từ 13 cho tới 15kg. Thì con cỏ là nó khoảng 12kg mọi người. Nó mập u nu rồi nó khoảng 12kg, vậy nên mặt không có vừa. Mặt nó hơi rộng một chút xíu rồi nó chạy rồi, tới mới đến bắt con Moon ra thử. Con Moon đúng size lấy là mà 4XL mà sao nó chạy mất tiêu nguyên bài, nó chẳng chạy đi đâu rồi. Về đây, về lên. Xem. Lại thử 5XL làm xem. Đây đây, xem. 6 xàm. 6 xàm em đi lên, 6 xàm em. 6 xàm em. 5XL từ 16 cho tới 18kg nha mọi người. Để em lấy cái 5XL mặt chân xám, nghe cỡ của nó. Rồi có em Moon về, Em Moon chạy đâu dữ em Moon. Hả? Em lấy cho em Moon một cái áo nha. 4XL đang chờ Moon. Đây, mình tới rồi đây. Em Moon mặc 4XL dành cho chó từ 13 tới 15kg. Đây nha mọi người, thả xuống cho mọi người xem nè. Vừa bon luôn nha. Đưa lại con ngang ngắn để đẻ được coi. Đây nha mọi người, 13 tới 15kg, em Moon mặc vừa bon luôn nè. Để sửa cái lông lại cho đẹp coi, cho cỏ xù xù được coi. Rồi, mời mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc của em Moon. Không còn gì để bàn cãi. Mười rồi, chạy đi. Đây rồi. Thì màu áo mà con cỏ đang mặc là màu xanh ngọc nha mọi người. Đây, màu xanh ngọc nha. Áo này là bao có giãn luôn á, kịch nè. Còn em Moon là mặc màu tím mộng mơ. Đó, em Moon đang mặc màu tím mộng mơ. Nhìn cá tính đó nha, nhìn hơi bị nữ tính chút. Mặc dù em Moon là hơi cọc cằn, nhưng mà cái áo nó vô nhìn em Moon nữ tính được chút. Nữ tính siêu quậy. Vừa bon luôn đó mọi người. Hết đường nào chó cãi luôn á. Nè, xinh xắn chưa? Moon. Mùi thúng. Đi bên kia rồi, để mình bắt đứa nào bật 5XL coi. Thì đợt này mình về chỉ có 3 màu mà mọi người. Đây, màu xanh đen, màu tím mộng mơ và màu xanh ngọc thôi. Đây là một cái áo màu xanh đen. Đây mọi người coi nè. Càng quậy sen càng yêu, tại mình quay camera trước nên cái chữ nó nhìn không ra nha mọi người. Nhưng mà nó vẫn là chữ càng quậy sen càng yêu. Vẫn có một cái mạc đầy đủ như vậy. Đây, coi giãn nè. Gịch nè. Đó, cái áo này thì là size 5XL, này là dành cho chó từ 16 cho tới 18kg nha mọi người. Thì cái áo này là cỡ như con mâu và con xám. Để mình bắt hai đứa nó lại, hai đứa nó chạy nó mất tiêu rồi. Con này cũng bận 5X nữa nè. Nhưng mà bây giờ bọn mình nó như con quỷ em mọi người, nó không có mặc được nha. Sẵn rồi mình được con xám nè. Rượt nó nãy giờ không được, mà giờ mình bắt con nó chạy lại. Nè nè, đây, lên đây. Rồi, chạy đi đi. Đó, 5XL vô mình cũng xám vừa bon luôn nha. Chạy kìa. Đâu đây xám. Nè, đúng rồi, coi nè.
5XL dành cho Sám. Sám đi rồi. Sáu ít thì là tới mọi người, con sáu ít thì là lại tới. Rồi nó về rồi, nó đi xuống múc dưới kia nãy giờ nó về, giờ mình sẽ mà lấy sáu ít là mặc cho nó nha mọi người. Yo, sáu ít là nha, mặc vừa bon luôn hen. Mặc nó mới vô đi rồi. Thằng sáu ít là này mày đứng im đi coi, thằng sáu ít, sáu ít L này vẫn vừa bon luôn hen. Đi đâu mặc? Đó hả? Sam là đang coi ơi, đang coi cái áo ơi. Đi hoài, mặc áo vô đi hoài. Kiểu như là cái áo này là mình thiết kế để cho mấy đứa quậy mà mọi người, nên mặc vào không có hạn chế cái khả năng di chuyển này kia của nó. Nên nó mặc vào nó đi ngông ngông hồi nãy giờ nè. Mặc áo vô cho nó đi hoài luôn, nó không có nghỉ nha. Sáu xà mam à, tính lại sáu xà mam mặc cái màu này không có dơ nhiều ha. Còn con ngôn với con cỏ mặc hai cái màu kia dơ hay rồi, con cỏ kìa dơ hay rồi, xám còn sạch sẽ. Con ngôn này, con ngôn thì ở trên lưng không dơ nhưng mà ở dưới bụng dơ rồi. Con ngôn nó mặc vừa thiệt chứ, con ngôn với con xám rồi con nó vừa bon luôn á. Có con cỏ mặc hơi rộng tại vì con cỏ hơi khác sai. Em mau mà không, em mau, em mau à, em mau mặc không, em mau tối em mau mới mặc nha mọi người. Giờ cho mau mặc lá mau được thì lội chắc banh luôn, ướt mem luôn. Thì nói chung là bữa nay làm cái clip này là để giới thiệu áo nha. Ba cái màu áo mới của mình đó là màu xanh đen, màu xanh ngọc. Xanh ngọc ngủ rồi. Ủa còn thức hả? Màu xanh ngọc và màu tím. Còn màu tím là con mua nó đằng kia nha. Thì còn ba màu nữa là màu đỏ, màu xanh nước biển và màu xanh dạ quang nha. Thì nhưng mà ba màu đó là còn size nhỏ thôi. Ba màu đó còn size từ size S cho tới size XL thôi. Còn ba màu này là từ size 2XL cho tới size 6XL nha. Ba màu mới này là từ 2XL cho tới 6XL. Còn ba màu cũ là từ size S cho tới size XL là màu đỏ, màu xanh dạ quang và màu xanh nước biển. Ba màu đó là size nhỏ nha mọi người. Đó, thì bữa nay mục đích của mình quay chiếc clip này là để giới thiệu áo. Thì số lượng áo không còn nhiều mọi người. Chắc mình bán vài bữa nữa không biết. Mình mới về 500 cái đó bán qua nay, ý là mình chưa làm video nữa. Có một số người người ta đặt áo trước thôi mà bán gần phân nửa rồi. Giờ chắc còn khoảng 300 áo á, 200 mấy 300 áo á mọi người. Thì mình làm chiếc clip này lên rồi tranh thủ bán cho xong luôn nha. Rồi nghỉ Tết nha mọi người. Chắc qua Tết mới bắt đầu có áo lại. Nếu mà mọi người có ý định mua thì tranh thủ nha. Sáp 6 xà mam, 6 xà mam à, 6 xà mam. Vậy là chiếc video của mình hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết chiếc video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye mọi người.